mùa này mùa mưa ở đây hả? Dạ đúng rồi. À, mùa mưa của miền Nam. Tháng lại mưa là mưa từ tháng 9. Ừ. Giữa tháng 9 là bắt đầu mưa mà năm nay mưa trễ. Từ bắt đầu mưa mấy ngày khoảng cỡ chưa được 10 ngày một tuần. Ừ. Là mới mưa mưa cái phòng lại trước đó nắng. Ừ. Đường bên này được 1 triệu. Yeah.